Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Bốn học sinh thương vong trong một vụ nổ lớn nghi do chế tạo pháo. Hỗ trợ cây giống, trao sinh kế để giảm nghèo bền vững. Nga sẵn sàng nối lại cung cấp khí đốt cho châu Âu. Trung Quốc thay đổi cơ quan công bố số liệu COVID-19 là những tin thế giới đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Quynh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Chư Quynh đạt 9.512 tỷ đồng, tăng 17,69% so với năm trước. Trong đó, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 42,56%, công nghiệp xây dựng 31,11%, dịch vụ 26,33%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.150 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 199,64 tỷ đồng, vượt 119,87% kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,06%, đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác nhân đạo từ thiện được quan tâm triển khai thực hiện, công tác quốc phòng quân sự được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Quynh đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. Ngày 26 tháng 12, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá phân hạng OCOP tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành chấm điểm đánh giá phân hạng 21 sản phẩm của thị xã Buôn Hồ, các huyện Buôn Đôn, Krông Búc, E Hà Leo. Đây là những sản phẩm đã được Hội đồng đánh giá phân loại OCOP cấp huyện đánh giá đạt trên 50 điểm, tương đương 3 sao trở lên. Xác định chương trình OCOP là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, hỗ trợ các chủ thể tích cực tham gia chương trình. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đã công nhận 72 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao, tuy nhiên số lượng sản phẩm OCOP còn thấp hơn so với số sản phẩm trung bình của cả nước. Hội doanh nhân trẻ huyện Chư Mờ Ga vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2025. Hội doanh nhân trẻ huyện Chư Mờ Ga có 22 hội viên, có nhiệm vụ đoàn kết tập hợp doanh nhân trẻ, thanh niên làm kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng tổ chức hội vì mục tiêu phát triển vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiệm kỳ 2022-2025, hội tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền vận động, kết nạp hội viên, tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, kết nối và tạo cơ hội kinh doanh cho hội viên, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, v.v. Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ một vụ nổ khiến 4 học sinh thương vong. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 12 tại nhà của bà Nguyễn Thị Hoài Hương ở thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna. Khi người dân chạy tới thì phát hiện 4 em học sinh từ 9 đến 11 tuổi bị thương nặng. Sau đó người dân đã đưa 4 em đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên 2 em đã tử vong. Hiện 2 em đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Theo một số người dân tại hiện trường cho biết, thì 4 học sinh đang tự chế pháo nổ, thì không may xảy ra vụ việc đau lòng trên. Được biết, ngoài 4 em học sinh trên thì còn 2 em khác cũng tham gia chế pháo, nhưng đứng xa nên không bị thương. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can 24 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng quy mô rất lớn, trên 1.000 tỷ đồng để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Trọng Long, trú tại xã Chư Ni và Nguyễn Ngọc Khoa, trú tại thị trấn Eka, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 7 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ vây bắt,
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ở nhiều huyện của tỉnh Đắk Lắk, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã tạm giữ hơn 350 triệu đồng, 16 thẻ ATM, 2 laptop, 35 điện thoại di động và 2 xe ô tô liên quan đến hoạt động ghi số đề và cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn 50 người tham gia, số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng 5 tỷ đồng. Và từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Một trong những giải pháp đó là hỗ trợ giống cây trồng để hộ nghèo phát triển kinh tế, từ đó vươn lên thoát nghèo. Ban dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk vừa trao 620 cây giống bao gồm mít Thái và sầu riêng Dona cho 52 hộ nghèo và cận nghèo ở buôn Rông Hắt, xã Krông Nô, huyện Lắk. Ngoài cây giống, các hộ dân còn được tư vấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Trong khi hôm nay ban dân vận tỉnh ủy xuống tặng cây giống cho bà con là rất là vui mừng, rất phấn khởi được quan tâm của ban dân vận tỉnh ủy xuống tặng cây giống cho bà con nhằm giúp bà con phát triển, xóa đói giảm nghèo. Nhưng cây sầu riêng và cây mít cho bà con ở đây cũng không biết trồng, mà lần này là lần đầu tiên là bà con nhờ sự quan tâm của ban nhân dân tỉnh ủy xuống đây hướng dẫn cho bà con là trồng cây sầu riêng. Ban tự quản cũng như buôn bà con Dung Hắt không có gì hơn rất chân thành cảm ơn ban nhân dân tỉnh ủy đã tạo điều kiện cho bà con phát triển làm ăn, kinh tế phát triển hơn. Vừa thu bói mùa trái ngọt đầu tiên kể từ khi được trao tặng 50 cây sầu riêng môn thông Thái theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ông Đào Văn Hòa cho biết gia đình ông đã thoát nghèo, dự kiến sang năm 2023 gia đình ông sẽ thu được 2 tấn sầu riêng. Theo mức mà cây được lên xanh tốt này thì thôi gia đình thì cũng tạo điều kiện coi là chăm bón cho cây nó được tốt, được sau này nó được thu nhuận nó được cao lên cho bà con làm theo. Với mong muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững, những năm qua tỉnh Đắk Lắk đã đa dạng hóa nhiều hình thức hỗ trợ giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Ban dân vận tỉnh ủy đã trao hơn 1.000 cây giống cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn. Riêng tại huyện Lắk từ tháng 3 năm 2022 đến nay, địa phương đã huy động từ nhiều nguồn để trao hơn 100.000 cây giống hỗ trợ người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân có cơ hội để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xanh hóa vùng đất trống, đồi trọc. Trong cái thời gian đến thì sẽ có phối hợp với các cái đơn vị để tiếp tục triển khai và vận động, tuyên truyền cũng như vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là đối với các cái buôn mà được chọn làm điểm thì cũng sẽ có cái phối hợp và xây dựng một số cái mô hình điểm. Kết hợp với trồng cây ăn trái thì đó là tạo cho một cái không gian vườn, xung quanh vườn có nhiều cái loại cây, rau cũng như là cái củ để mà phục vụ cho đời sống của các cái hộ gia đình nghèo và đồng thời là cũng giúp cho các cái hộ nghèo phát triển kinh tế để mà nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Hoạt động hỗ trợ cây giống là hoạt động có ý nghĩa thiết thực với hộ nghèo. Để chương trình ngày càng hiệu quả, rất cần sự chung tay hơn nữa của các cấp ngành trong việc chọn cây giống phù hợp với điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, hướng dẫn người dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như hỗ trợ vốn, phân bón để chăm sóc cây trồng.